Chào các bạn, mình sẽ giới thiệu công dụng của bộ môn thử này nhé. Nó nhỏ nhỏ như vậy thôi chứ có vỏ đó. Các bạn biết bộ môn thử này gồm tất cả các cái mùi nước hoa của charm luôn. Nếu như mà các bạn ở xa đó, các bạn còn lăn tăn không biết mùi hương như thế nào á, các bạn muốn thử tất cả các mùi của charm luôn thì các bạn có thể lấy bộ môn thử này, gồm cả mùi nam và mùi nữ luôn nha các bạn. Cái thứ nhất, khi bạn có cái bộ môn thử này là bạn có thể thử hết tất cả 17 mùi, 17 mùi, 17 hương thơm khác nhau của charm. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, sau khi bạn thử xong, bạn có thể tìm ra một cho mình một cái mùi yêu thích, thí dụ một mùi nam yêu thích, để dành bạn có thể mua tặng cho các bạn nam của mình, hoặc là bạn chọn ra được một mùi nữ, mùi mùi mà mình có thể xài, mình rất là thích và mình muốn xài cái mùi này. Đó là bạn có thể chọn ra cả hai cái mùi hương, một mùi nam và một mùi nữ, là bạn có thể sở hữu và muốn mua hai chai nước hoa khác nhau. Và một cái thứ ba nữa, đó chính là khi có bộ thử này rồi, bạn muốn mua hai chai thôi, nhưng mà bên mình 5 chai là có giá sỉ rồi đó, chỉ còn 3 chai nữa thôi. Bạn đem bộ môn thử này vào chỗ làm của mình đó, hoặc là giới thiệu với người xung quanh, chỉ cần giới thiệu với mọi người xung quanh thôi, những người gần gần bạn hoặc là có xài nước hoa, mà mình nghĩ là ai cũng cần một chai nước hoa để xài hết, để đi đám tiệc nè. Đám tiệc là mình mặc đồ đẹp rồi mình phải có nước hoa, mình trang điểm đẹp rồi mình phải có nước hoa để thơm, để quyến rũ nữa, để ấn tượng lôi cuốn với người khác nữa đó. Nên là tất cả mọi người là nên có một chai nước hoa là để xài đi đám tiệc, ít nhất là mình đi đám tiệc, chưa kể là mình sử dụng hàng ngày đi làm nữa. Đó là bạn có bộ mẫu thử này nè, bạn giới thiệu với người xung quanh, thế là bạn giới thiệu với ba người nữa, ba người đặt mua nữa, thế là bạn có 5 chai nước hoa. Thế là bạn đặt hàng, bạn được giá sỉ nè, và bạn mua một lượt 5 chai, giá rất là tốt. Đó đó là lý do bạn nên có một bộ mẫu thử này trước. Và thí dụ nếu như bạn có hợp hoặc là bạn thích kinh doanh nước hoa này thì bộ mẫu thử cũng là cái đầu tiên mà bạn cần có để giới thiệu với mọi người. Nước hoa là một loại hàng mình nghĩ là đặc trưng, là mọi người phải thử mùi trước khi mua. Người ta muốn khách thích mùi nào thì sẽ mua mùi đó. Với lại một yếu tố nữa là nước hoa của bên mình á, đặc trưng á, là mùi rất là thơm, mà thơm dịu chứ không phải như những loại khác mùi rất là gắt, mà lại thơm. Bên mình là thơm dai nữa, thơm dịu và thơm dai, đó là hai cái đặc trưng của bên mình. Tại vì sao? Tại vì nước hoa của bên mình á, tinh nhập khẩu từ Pháp về, chỉ đóng gói ở Việt Nam thôi, và dây chuyền sản xuất á, là khi mà đóng gói á, là có các cái chuyên gia ở nước ngoài về, ở Pháp về, kiểm tra gây rất là nghiêm ngặt cái quy trình sản xuất, nên là nước hoa bên mình chất lượng tương đương với cái hàng mà ở store lớn bán mấy triệu một chai á, nhưng giá rất là Việt Nam, chỉ từ 270.000 một chai thôi đó, giá rất là tốt luôn. Còn các bạn, như từ nãy giờ mình nói, nếu như mà muốn sở hữu bộ mùa thử này để có ba lý do đó thì các bạn hãy nhanh tay inbox cho mình nha. Một bộ như thế này 17 mùi chỉ 350.000 thôi các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào.